không có lấy nguyên một bài cò trắng. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh My Life TV của mình nha. Và hôm nay mình sẽ đi thăm vườn chim giữa lòng thành phố Cà Mau nha các bạn. Đây là hai bên đường đi nha. Bán đồ ăn rất là nhiều luôn. Đây là khách sạn Mường Thanh nha mọi người. Khách sạn này mới xây nha. Đối diện bên kia là Vincom nha. Đối diện bên đây là Vincom và nhà thiếu nhi nha. Bây giờ thì mình đã tới vườn chim rồi nha các bạn. Mời các bạn hãy đi với mình nha. Thank you.
Rồi bây giờ mình sẽ đi vô trong nha. Rất là đẹp nha mọi người. Điều là có những người ở gần đó, người ta hay đi vô để người ta tập thể dục đó mọi người. Cái khuôn viên này rộng lắm nha, vô tập thể dục vui lắm. Chiều là rủ nhau đi tập thể dục rất là vui, mát mẻ nữa. Ngu quá trời luôn. Mấy con, mấy con đi. Chưa cái mai kìa, mai bự bự không bốn mọi người. Có bốn con hươu cao cổ. bốn con hươu cái mai thấy hình dạng nó đẹp không mọi người? Buổi chiều thì mình quay nó không có được sáng nha mọi người thông cảm nha. Đó, có cây cầu bắc qua sông nữa đó mọi người. Đây là vườn hoa trước cửa đền thờ Bác nha mọi người. Nhưng mà do buổi tối rồi người ta không có cho quay nha, nên mình không có quay ở trong phía trong nha mọi người. Xung quanh đền thờ Bác trồng cây rất là đẹp luôn. Hoa hoa cũng rất là đẹp luôn nè. Để mình quay cho mọi người xem hoa nha. Đẹp lắm. Ở đó mọi người thấy đền thờ Bác chưa? Gần ha. Ri Ri ơi, thấy chưa, đường vô đền thờ Bác đó mọi người. Mọi người thấy đẹp không? Rất là đẹp. Vườn hoa nè. Hoa này hoa gì mình cũng không biết nữa, nhưng mà mình rất là thích nha. Rất là đẹp luôn á. Đây nè, cái màu của nó rất là đẹp. Thấy chưa? Hoa này thì hoa dừa. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye các bạn.